Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình nhá. Lại là mình Tiến đây. Rất vui được gặp lại các bạn ở trong video chuỗi thả diều sáo đại chiến gió biển của Tiến. Hôm nay là tập thứ 2 và là tập thử thách một diều cõng hai sáo các bạn nhá. Hôm nay Tiến sẽ thực hiện một cái thử thách một diều cõng hai sáo trên diều sáo 4,5 m siêu phẩm 4,5 m này của Tiến. Và đây là hai bộ sáo, xíu nữa sẽ đóng lên diều. Một bộ còng còi D90 và một bộ tiếp theo đó là bộ đàn bò D60 11 quả. Hai bộ này là hai bộ sáo để chinh chiến gió biển của Tiến. Chỉ có gió biển mới kêu và không sợ bị líp các bạn nhá. Hôm nay phải nói là gió cực kỳ to luôn. Những bạn nào mà chưa xem tập 1 của Tiến siêu hấp dẫn, siêu kịch tính thì các bạn coi video đó Tiến để ở trong phần bình luận của video này các bạn nhé. Và trước tiên thì các bạn hãy theo dõi hết video này và các bạn sẽ theo dõi video đó ở trong phần bình luận của video này các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây là phía sau của cái đồi cát. Thì Tiến lấp ở phía sau này thì Tiến mới giáp được diều đấy. Và vô trong này thì gió nó đỡ tạt nhiều ấy, nên là Tiến nói thì các bạn mới nghe được. Và các bạn có thể nhìn thấy cái ngọn cây ở đằng kia kìa. Đấy, đằng tút ở bên kia kìa. Thì các bạn có thể thấy tốc độ gió. Và chỗ đó vẫn còn quất đồi cát đấy. Để nếu mà các bạn để tí nữa Tiến ra đằng kia, Tiến quay cho các bạn cái ngọn cây tốc độ gió này nhá. Gió cong ngọn cây luôn. Nói chung là gió tầm từ 36 tới 54. Đấy, giật trên 54 các bạn nhá. Áp báo tốc độ gió như vậy, gió rất là siêu kinh điển luôn. Bây giờ Tiến sẽ giáp sáo vô và cho các bạn coi là hình hài của quả diều này, một diều đèo hai sáo nó sẽ có hình hài như thế nào các bạn nhá. Hôm nay sẽ là một cái thử thách mà Tiến chưa thực hiện bao giờ trên quả diều diều sáo từ trước đến giờ thả các bạn ạ. Để coi hôm nay sẽ diều này của Tiến sẽ bay như thế nào đây. Hai quả, hai dàn sáo thì sẽ bay như thế nào. Sợ nhất là nó sáo nó ghìm diều ấy các bạn. Nhiều quả nó ghìm ấy. Nó ghìm diều là cũng ớn lắm. Với lại gió biển nữa, gió biển gió to thì không thể nói trước được điều gì các bạn ạ. Gió này thì không thể nói trước được là diều ngon hay là như thế nào đâu. Gió giật lắm, gió biển nó giật lắm. Đấy, các bạn chờ Tiến một xíu nhá, để Tiến giáp diều lên cho các bạn coi hình hai cục quả diều này đèo hai quả sáo nó sẽ như thế nào. Nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn xem video của Tiến thì các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tiến nhá, để Tiến có thêm thật nhiều động lực và ra thêm thật nhiều video hay cho các bạn thử thách về diều sáo cho các bạn coi. Trong chuỗi series xuống biển đợt này của Tiến thì còn một tập nữa. Còn một tập kết thúc nữa, cũng siêu hấp dẫn. Thì các bạn nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để các bạn theo dõi tập tiếp theo các bạn nhé. Quả này phải cho đứng lên một tí các bạn ạ. Tí Tiến phải làm thêm một cái dây chằng sáo nữa đấy, để chằng tiếp cái dàn sáo thứ hai. Các bạn ơi, Tiến đã giáp xong sáo một diều ở đây. Các bạn nhìn thấy ok không? Đấy, một diều hai sáo. Hết đồ nghịch rồi các bạn ơi. Quá nghịch. Đây là hình hài của em nó các bạn nhá. Một diều 26 trên diều 4,5 m của Tiến. Siêu phẩm diều sáo 4,5 m. Không biết giờ lên nó sẽ ra cái âm gì đây. Còng còi cộng với đàn bò sẽ ra âm gì các cùng một lúc các bạn nhá. Bây giờ Tiến sẽ giăng dây ra kia để phóng lên. Bây giờ Tiến sẽ buộc dây vô gốc cây các bạn nhá. Chứ cái dàn sáo này là hai dàn nó hơi nặng ấy, nên là không giật mái được. Buộc dây vô gốc cây
với lại giờ gió to lắm, giật mái là phồng hết tay đi. À, Tiến sẽ kéo tận này đằng kia, bắt đầu là rông rèo lên luôn. Này là một phát là ăn luôn ấy. Gió này thì không cần phải chạy chống gì, cầm nhấc phát là lên. Lên trên cái chỗ cao cao kìa các bạn kìa. Đấy cái chỗ mà gió nó đu 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 cái ngọn cây ấy. Đấy là thả phát là rèo lên thôi. Rồi bây giờ sẽ chiến đấu một rèo hai sáo các bạn nhá. À, nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn xem video của Tiến thì các bạn nhớ đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tiến các bạn nhá. Và các bạn thấy thử thách này ok thì cho Tiến một like, một chia sẻ video các bạn nhá. Chiến đấu thôi. Quá khiếp quá các bạn ơi. Ghê thật. Giữ diều thôi còn thấy khó. Phê phê phê. Quá đã. Không giữ được các bạn ơi, không nhả tay được. Gió to nhả tay phát là diều quay đảo ụp ngay. Rồi vô kia lên diều các bạn nhá. Ở đây là ngoài bờ biển nhá, không lên được. Ngoài bờ biển này gió to lắm, phải vô trong kia. À, ở đây nó không có cái chỗ buộc ấy các bạn, không có chỗ buộc diều nên là không thể lên ở đây được. Vô kia các bạn nhá, các bạn ơi lên nhá. Rồi hôm nay sự kết hợp hai dàn sáo trên một dàn diều, thử thách một diều cõng hai sáo của Tiến coi có sự bất ngờ là xảy ra không các bạn nhá. Gió cực kỳ to là một cây rú lên thôi. Các bạn nhìn thấy ngọn cây đằng kia kìa. Đấy, rung lắm rồi. Bây giờ xem chiến đấu các bạn coi sự kết hợp hai dàn sáo trên một diều sẽ kêu như thế nào các bạn nhá. Nhớ đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tiến các bạn nhá. Các bạn nhá, nó ở trên khét mù luôn, sáo hết tầm luôn. Dây đây, dây đây, úi giời, ba ly bẻ cong cái ngọn cây này luôn, đang sợ cọ vô dây cái đất luôn các bạn ạ. Gió căng lắm đấy, diều bay thẳng đứng luôn, đứng một góc gần 90 độ rồi, ớn thật, nèo rất thấp rồi các bạn nhá, uy lực thật, kêu khiếp thật các bạn ạ, kêu khiếp thật, gió này không thể nào mà lít được sáo của Tiến. Các bạn thấy sự kết hợp hai dàn sáo trên một quả diều sáo chưa?
Đấy, âm nó sẽ như vậy các bạn nhá. Còng còi và bò, song kiếm hợp bích. Đấy, tuyệt vời luôn. Đây là tiếng mới thả chắc khoảng 30-40 mét giây à. Nếu mà bắn lên 100 mét thì thôi rồi, chắc vít vịt luôn, gió mút mút luôn đấy. Để tí nữa tiến nghiên cứu, nếu mà tiến bắn được dây nên tiến bắn dây lên cao cho các bạn nghe nữa nhá, cho các bạn coi form diều nữa nhá. Diều cong mút mút rồi, kiểu ghê thật, vang hết át hết đến sóng biển luôn, át tiếng gió luôn. Ôi ôi trời, đổ ra điện thoại luôn, gió ghê quá. Gió ở sau đồi cát mà còn mút mút luôn các bạn nhá. Cây cối còn nghiêng ngả luôn. Lên trên khỏi cái ngọn cây là gió biết cỡ nào luôn. Diều cong không nhả cánh luôn. Dây căng đét đẹp luôn các bạn nhá. Úi giời, lôi ra không được luôn. Ghê thật. Dây này, các bạn nhìn thấy sợi dây nó co lại không? Nó săn lại bé tí luôn. Ba ly mà nó rút lại này. Úi giời, ghê thật. Càng cứng luôn các bạn ạ. Cứng lắm. Gió nó đủ sáo, nó kêu đã. Đây, giờ ăn cơm tiếp sức các bạn nha, tiếp năng lượng để chiến từ giờ đến tối. Một khi đi xuống biển là tiếp thả về đấy, tối tiếp mình kéo diều. Bây giờ đang là buổi đầu là trưa các bạn nhé, trưa tí nó khoảng 3-4 giờ ấy, gió mới khét lẹt được rồi. Thả diều biển phải biết cách kéo diều các bạn nhá. Không biết cách kéo diều là không thể hạ được quả diều này. Căng lắm. Mời các bạn ăn cơm cùng với Tiến nhá. Gió lại đổ mất miếng ăn thì xong phim luôn. Gió đã thật các bạn ạ. Chỉ có gió biển mới làm ta hứng thú mà. Quá đã. Cây đằng kia cong dần hết. Thả diều đói đói mệt mệt ăn cơm ngon thật các bạn ạ. Sườn thì ra đây. Sườn ram tuyệt vời. Chiều mát mát ra ngoài bờ biển chơi các bạn ạ. Ngoài đấy gió nó tận chân, mát tận chân luôn. Giờ lắng là phải chú ra sau cái đồi cát này, chú ra gốc cây. Bãi thả diều này là ở Tàu các bạn nhé. Đến Nam Hà Vũng Tàu. Xung quanh đây ấy là giống như một cái sa mạc cát đấy các bạn, rộng lắm. Đằng kia cũng có nhà mà xa lắm. Ở đây thả không sợ bị ồn mấy, nhà cách xa lắm. Mà ở đây thì cái cột diều này quanh năm các bạn nhỉ, cột quanh năm hết gió hạ, có gió lại tung lên tiếp.
đùng đùng luôn. Kêu khét nhỉ các bạn nhỉ. Dàn còng thì nó kết hợp vô cái dàn bò này, dàn còng nó tựa tựa dàn bò già luôn các bạn ạ. Dàn còng đổ ghê thật. Tuyệt vời luôn. Đây hai quả nữa các bạn nhá. Video thứ 3, tập 3 đến xe chiến tiếp theo cho các bạn coi. Kiểu đã thật. Kinh tài nhức óc luôn. Dàn bò kêu khét thật các bạn ạ. Oe 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 ở trên. Đấy. Quả diều này tuyệt vời. Bay tuyệt vời. Bay quá đẹp các bạn ạ. Đến giờ chỉnh lại giờ bao gió luôn. Bao gió biển rông giật. Nào gió rông tiến thả thử các bạn nhá. Nào rông là tới mùa rông là tiến sẽ ra biển đây. Bắt rông biển cho các bạn coi luôn. Giờ chúi ở trong này cho nó mát tí. Đấy, chiều chiều mát mát phóng ra ngoài biển chơi. Phóng ngoài bờ biển các bạn nhá. Giờ là phải chúi lắng đen hết người. Nó đã thật. Gió thổi khô người luôn, khô da luôn ấy. Úi giời. Sự kết hợp của hai dàn sáo nghe đã thật. Nghe nó lạ lạ các bạn ạ. Này mà thả ở bãi ở trong đất liền thì chắc phá hết sáo của các anh. Phá hết âm luôn. Hài thật. Quá nghịch. Đã quá các bạn ơi. Gió mút chỉ luôn. Diều không nhả cánh một lúc nào các bạn nhá. Ra đây mà diều vớ vẩn tạch ngay. Đã thật. Gió mút chỉ luôn. Thực hiện thành công thử thách một diều cộng hai sáo các bạn nhá. Tiến hạ siêu phẩm xuống ở đây. Các bạn biết tại sao mà gió to này mà Tiến hạ nó nhẹ nhàng không? Hạ diều rất là nhẹ nhàng các bạn nhá. Các bạn muốn biết Tiến hạ diều bằng cách nào thì hãy đăng ký kênh YouTube của Tiến và bật chuông thông báo để theo dõi video tiếp theo các bạn nhá. Quá ok dàn sáo. Kêu những kiểu long đầu gì nhỉ? Gọi là gì nhỉ? Long óc nhức đầu luôn các bạn ạ. Khủng khiếp. Hai già này kết hợp với nhau kêu ghê thật các bạn ạ. Gió cỡ nào thì gió không bao giờ líp được. Lúc mà phóng lên ấy thì nó rít. Nhưng mà một khi mà diều đã lên rồi thì cứ thế mà hai quả nó vả thôi. Đùng 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 đùng. Đã thật. Kêu quá đã. Gió giờ còn khét lẹt luôn. Rồi bây giờ Tiến sẽ tháo diều, gấp diều và hẹn gặp lại các bạn ở video thả diều sáo chinh chiến gió biển của Tiến tiếp theo các bạn nhé. Tập tiếp theo sẽ rất là gây cấn và hấp dẫn. Thì mời các bạn cùng đón xem tập tiếp theo của Tiến nhá. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi ủng hộ kênh YouTube của Tiến rất là nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video thả diều sáo tiếp theo ở dưới biển của Tiến.